Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài tập 4 với nốt móc đơn. Và bài tập này thì các bạn tập với nhịp 3-4. Các bạn chỉnh trong metronome cũng nhịp 3-4 luôn ha. Cách tập thì các bạn cũng tập tay phải trước tay trái sau. Khi nào đều thì các bạn sẽ ghép hai tay chung lại với nhau. Rồi bắt đầu tay phải. 2 Fa mi re 2 Mi fa son 2 Fa mi re Do re mi son fa mi re fa mi fa mi re do 2 3. Rồi các bạn tập cho tay trái ha. Các bạn có thể chỉnh metronome lên nhanh hơn một chút ha, khoảng 55 hoặc 60. 1 2 3 Do re mi 2 Fa mi re 2 Mi fa son 2 Fa mi re 2 Do re mi son Fa mi re lặp lại 2 Fa mi re 2 Mi fa son 2 Fa mi re 2 Do re mi son Fa mi re Fa mi fa mi re Do 2 3. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta đã xong bài tập 4 của nốt móc đơn. Các bạn nhớ tập nhiều để có kết quả tốt. Chúc các bạn thành công.